My dear students, welcome back to series about learning tiếng Anh 7 Global Success. And thank you very much for supporting me. And here we are at review 4. Xin chào các con, chào mừng các bạn đến với chuỗi video cô Thủy hướng dẫn các con học chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Global Success. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ cô Thủy trong hành trình cô đang muốn, rất mong muốn chia sẻ những cái kiến thức cô đang có về môn tiếng Anh để hỗ trợ các con trong tiến trình học tập của các bạn. Hãy để lại cho cô một like, theo dõi kênh và chia sẻ kênh này để nhiều bạn chia sẻ kênh cũng như video để nhiều bạn biết đến cái nội dung học tập cô giáo đang chia sẻ và hướng dẫn các con nhiều hơn. Chúng ta sẽ ở bài review số 4 và chúng ta sẽ đi từ phần language. Với bài review số 4 này các con sẽ ôn bài số 10, 11 và 12. Bài 10 là các nguồn năng lượng, bài 12 là cách chúng ta di chuyển trong tương lai và các bài 12 đó là các quốc gia nói tiếng Anh. Với cái phần từ vựng, với cái phần kiến thức ngôn ngữ cũng như là kỹ năng chúng ta có sẽ xuất hiện như thế nào. Bài số 1 là các con sẽ đánh dấu phẩy, đúng không? Vào các cái từ mà được đánh trọng âm trong các câu. Sau đó chúng ta sẽ nghe và các bạn sẽ cùng kiểm tra đáp án. Ok? Driverless trains will be popular. Popular. Niagara Falls is Canada's most famous natural attraction. We can save energy by recycling. All plants and animals need energy. He's reading guidance for visitors to Scotland. Đó, chúng ta có các cái thông tin đưa ra như vậy. Travelers trains will be popular. Niagara Falls is Canada's most famous natural attraction. We can save energy by recycling. All plants and animals need energy. He's reading guidance for visitors to Scotland. All right? Sau đó các con sẽ nối từ với định nghĩa của chúng. À, chúng ta có ở đây có 5 từ, đúng không? Với từ là nguồn này, biểu tượng này, coal là than đá, attraction là thu hút, và bamboo copter là trong chóng tre, đúng không? Đây là một cái nơi hoặc vật mà chúng ta lấy cái gì từ nó. Như vậy đây chúng ta có từ source, nguồn này. Cái phương tiện giao thông này thì rất là thân thiện. Và đây nó chính là bamboo copter, đúng không? Trong chóng tre chúng ta chỉ cần đưa trong chóng lên đầu, điều hướng và chúng ta di chuyển đến, đúng không? Cái người này hoặc cái vật này làm sao giới thiệu, chỉ đại diện cho một cái nơi nào đó. Đó từ symbol là đại diện. Đây là cái nguồn năng lượng làm sao không thể thay thế, đúng là than đá, đúng không ạ? Một cái vật hoặc một cái địa điểm mà nhiều người muốn đến và nó là điểm thu hút khách du lịch, chúng ta vẫn có. Tiếp theo là các con sẽ điền các từ vào các chỗ trống. Electrical là tính từ có nghĩa là gì ạ? Liên quan đến điện, đúng không ạ? Renewable là có thể tái chế. National là quốc gia. Public là công cộng. Natural là tự nhiên, thuộc về tự nhiên. Và native là bản địa. Mà chúng ta sẽ dùng các từ này đều là các tính từ là chúng ta sẽ điền vào các mẫu, các câu, 6 câu chúng ta có như sau. Skytrain và xe buýt không người lái thì phương tiện phổ biến như thế nào đấy? Phương tiện giao thông. Đây có từ phương tiện giao thông công cộng, đúng không ạ? Thác Niagara kỳ quan của cả nước Mỹ và nước Canada. Chúng ta dùng từ natural wonders, kỳ quan tự nhiên, đúng không ạ? Màu trên cờ của màu trên cờ quốc gia đấy, màu trên cờ của quốc kỳ của nước Vương quốc Anh đó là màu đỏ, màu trắng và màu xanh, đúng không ạ? Năng lượng mặt trời và năng lượng nước thì là nguồn năng lượng có thể tái tạo. Chuột túi thì là bản địa, đúng không ạ? Ở nước Australia. Và chúng ta có thể sử dụng điện bằng các cái thiết bị đằng sau ạ, thiết bị điện, đúng không? Chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng cách sử dụng ít các cái thiết bị điện hơn. Đó, thì là chúng ta điền các cái từ bằng phiếu vào các chỗ trống tương ứng với nghĩa của chúng. Phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ nói về thì tương lai đơn với bài tập số 4. Hiện tại chúng ta dùng là gì ạ? Cơ lớp học của chúng tôi có một cái dự án lớn về làm thế nào để tiết kiệm năng lượng ở trường của chúng tôi. Và chúng tôi đang thực hiện, đúng không ạ? Rất có thì hiện tại đơn và chắc chắn sẽ có thì tương lai nữa, đúng không ạ? In future này. Giấc mơ lớn nhất của tôi là tôi sẽ đến thăm Edinburgh một ngày nào đó. Hiện tại thành phố của tôi thì đang xây dựng, đúng không ạ? Vì ta có từ at present trong câu 1 và câu 3. Câu số 4, trong tương lai chúng ta sẽ sử dụng cái năng lượng có thể tái tạo nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ đi lại, sẽ có xe ô tô bay cho những cái gì ạ? Cái việc đi lại nhanh hơn trong tương lai, sớm thôi. Bài số 5 là các con sự gạch vào các cái tìm và gạch chân vào một cái mạo từ không chính xác trong mỗi câu. Đó, chúng ta có câu số 1 làm sao? A roadster is an automatic electric car. Đây là cái xe điện tự lái, đúng không ạ? Là một cái xe điện tự lái và nó có automatic là một từ bắt đầu bằng một nguyên âm nên con sẽ dùng ân. Nghĩa của cái cụm từ the word. What is the meaning of the word? Đã giờ đằng trước đây rồi thì chắc chắn cái này là xác định, đúng không ạ? The Statue of Liberty, tượng nữ thần tự do thì ở nước Mỹ. The Mary are the native people. Thì ta có là are rồi thì không thể là native people. Thì sẽ theo sau nó danh từ số ít, đúng không các ông? Người Maori là người bản địa ở nước New Zealand. Bạn có thể đưa cho tôi một ví dụ, example bắt đầu bằng một nguyên âm mà thì nó dùng là ân. Cô giáo thì đang nói chuyện, nói về cái gì ạ? Phương tiện giao thông trong tương lai, in the future. Ok, đó là phần language. Sang đến phần skill thì chúng ta sẽ có các kỹ năng tương ứng. Phần số 1 là các con kỹ năng đọc, chúng ta sẽ nói về Alaska, đúng không? Alaska thì có nghĩa là cái bang làm sao thu hút nhất ở nước Mỹ. Cái đường bờ biển của nó thì làm sao kéo dài từ châu Bắc Cực đến Thái Bình Dương, đúng không ạ? Biển Bắc Cực đến biển Thái Bình Dương. Cái bang này thì có ba cái hồ lớn, có 3 triệu hồ, tôi xin lỗi, bang này có 3 triệu hồ, có bốn. That's four lakes per person living there. Điều đó có nghĩa là bốn cái nhưng mọi người sống ở đây thì cứ bốn cái hồ sẽ tương ứng với cả một người. Chúng ta không thể đến được nhiều thành phố ở Alaska bằng đường bộ, bằng đường biển hay là bằng đường sông. Cách duy nhất đến đây là bằng đường hàng không, đi trên những con chó trượt tuyết hoặc là đi bộ. Đó là lý do Alaska là có cái cảng hàng không, cảng biển hàng không bận rộn nhất trên thế giới. Tên của nó là Lake Hood Seaplane Base. Gần 2 triệu cái máy bay, 2 triệu cái máy bay nổi thì sẽ cất cánh và hạ cánh trên mặt nước ở cái cảng biển này mỗi ngày. Và thực sự là rất là vui khi mà nhìn được thấy cái cảnh này. Vào mùa hè thì mặt trời thì không mọc gần như là trong vòng 3 tháng ở Alaska. Nhưng vào mùa đông thì hiếm khi nào chúng ta có thể thấy mặt trời bởi vì nó rất là tối. Tất cả những người Alaska thì có một cái niềm tự hào rất là đặc biệt về cái bang rất là đẹp cũng như là có những cái đặc điểm rất là độc đáo của họ. Và nó còn nhìn tranh đây, chúng ta có các cái phương tiện giao thông chúng ta có ở các cái nơi này. Và đây chính là gì ạ? Float plane, máy bay làm gì? Máy bay nổ. Vì cái cảng biển nó không có cái vùng đất để có thể hạ cánh cho các máy bay. Tiếp theo là các con nhìn thấy đây là gì ạ? Dog sled, đây là gọi là gì? Chó cưỡi qua những cái vùng băng, đúng không? Để di chuyển đến cái bang này chỉ bằng hai cái con đường này. Chúng ta tiếp tục trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin bài. Alaska là một cái tên khác của nước Mỹ hay là một đảo ở Thái Bình Dương hay là một phần của nước Mỹ ạ? Đây là một phần của nước Mỹ, là bang này là một phần của nước Mỹ, đúng không ạ? Bang này có nhiều hồ hơn so với người, hay là có nhiều người hơn so với hồ, hay là có ít hồ? Thì nó sẽ có là có nhiều hồ hơn so với cả số lượng người dân ở đây, đúng không ạ? Cái cảng biển, đã dùng là từ cảng biển đúng không? Ở Alaska thì rất là thú vị này, rất là bận rộn này, hay rất là nhỏ. Chúng ta dùng từ busy, đúng không ạ? Thông tin các con tìm thấy đó là gì ạ? Các con nhìn tìm thấy đó đây đúng không? Busiest sea airport in the world. Okay. Ở Alaska chúng ta có thể tìm thấy mặt trời, see the sun 24 giờ trên trên 3 tháng. Hay là chúng ta có thể làm gì ạ? Thấy quanh năm hay là chúng ta thì chỉ thấy vào mùa đông? Đáp án của câu này sẽ là gì ạ? 24 hours a day for 3 months. Đây chúng ta có là gì ạ? Dunosset không lặn trong vòng 3 tháng ở Alaska. Tiếp theo với phần số 2 thì các con với phần speaking là phần nói rồi đấy, các con làm việc theo nhóm. Các con đọc cái danh sách các cái hoạt động và thảo luận, xem là các cái hoạt động nào
là bảo vệ, tiết kiệm các nguồn năng lượng và hoạt động nào là không. Ví dụ như chúng ta làm sao opening doors and window during day to get sunlight. Chúng ta mở cửa sổ này, cửa chính này, ở trong những cái vào ban ngày để chúng ta lấy ánh sáng mặt trời. Theo con thì là yes hay là no, hoạt động này có bảo vệ môi trường không? Chúng ta dành thời gian cho các hoạt động trong nhà hơn là ngoài trời. Đấy. Chúng ta làm sao ạ? Đóng cửa chính và cửa sổ thật là chặt khi mà chúng ta bật điều hòa. Chúng ta làm sao ạ? Sử dụng những cái hộp, những cái hộp chai này, cái giấy này, quần áo có thể sử dụng lại được. Chúng ta đi xe buýt đến trường thay vì đi ô tô, hay chúng ta sử dụng túi nhựa để đi mua sắm. Thì các cái hoạt động này thì các con chú ý, chúng ta có hoạt động số 3, số 1, số 3, số 4, số 5 sẽ là hoạt động mang tính chất bảo vệ môi trường, đúng không? Tiết kiệm các nguồn năng lượng. Còn hoạt động số 2 và số 6 là hoạt động giao chúng ta không bảo vệ môi trường, đúng không ạ? Chưa bảo vệ, thực sự bảo vệ môi trường. Đến bài số 3 thì các con sẽ nghe và con sẽ điền không quá một từ vào các chỗ trống chúng ta có. Next month, we will hold a meeting to introduce our new product, the flying bike. Flying. Most of our customers will be school children and their parents. Here are some of the questions they may ask you. 1. There are special lanes for bicycles on land. How about in the air? If you don't have lanes for them, the bicycles will crash into each other. 2. Are there any air traffic laws? If there are they similar to those on land? How will the children learn them? 3. How can a flying bike find a place to land by itself? Will children have an electronic map? What will happen if the map does not work? Can you add any more questions? Đó, chúng ta có các từ flying, bike, parents, lanes, traffic, and land. Với phần writing thì các con sẽ lựa chọn cái phương tiện giao thông trong tương lai. Và con sẽ viết về 70, trong cái đoạn văn đấy trong vòng 70 từ. Để con đề cập đến con muốn sử dụng đó là gì? Con muốn dùng trong chóng tre này, hay con muốn sử dụng, ta có từ balloon, đây chính là kinh khí cầu, đúng không? Khinh khí cầu, đúng không ạ? Hay là xe không người lái. Tên cái thiết bị của nó là gì này, tốc độ của nó là nhanh hay chậm này, nguyên nhiên liệu của nó sử dụng là gì này, có ít hay nhiều hay không sử dụng này, và số lượng người còn có thể đi được với cái thiết bị đó là gì, và nó an toàn cũng như nó nguy hiểm như thế nào. Chúng ta sẽ dùng một cái ba nội dung của mình để chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ viết về một cái phương tiện giao thông mà con muốn sử dụng, mà con mà trong tương lai chúng ta sẽ có sử dụng để nó đáp ứng được cái việc là chúng ta sẽ ôn tập lại được về cái chủ đề. Đây chúng ta có chủ đề ở đây đó là traveling in the future. Chúng ta đi lại trong tương lai như thế nào. Đó là cái nội dung chính trong phần review của bài số 4. Cô giáo cảm ơn các con tính đến thời điểm hiện tại vẫn ngồi xem video của cô, đúng không? Và tiếp tục ủng hộ cô Thúy. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyện video tiếp theo để hướng dẫn các con học sâu hơn và kỹ hơn với nội dung học tập của môn tiếng Anh. Thank you and goodbye.